Nga đóng cửa sân bay Tajikistan vì hàng trăm người biểu tình chống Israel. Hàng trăm người biểu tình phản đối Israel đã xông vào sân bay Tajikistan tại Makakala, buộc lực lượng an ninh Nga phải đóng cửa nơi này, chuyển hướng chuyến bay và giải tán đám đông. Hơn 20 người đã bị thương trong sự việc bao gồm cảnh sát và dân thường. Theo test, 10 người được đưa vào bệnh viện và hai người trong đó rơi vào tình trạng nguy kịch, cơ quan y tế địa phương cho biết. Tối 29 tháng 10, hàng trăm người tập trung tại sân bay Makhachkala để phản đối cuộc xung đột Hamas-Israel. Họ tràn vào vùng an ninh và thậm chí cả đường băng máy bay. RT đưa tin dựa trên các clip ghi hình hiện trường được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong clip, đám đông đã thẩm vấn nhiều người ngẫu nhiên tại nhà ga của sân bay để xác định xem họ có phải người Do Thái hay không. Những người biểu tình đồng thời tiếp cận những chiếc máy bay vừa hạ cánh với ý định tìm cách vào trong. Theo Reuters, lực lượng an ninh đã giải tán đám đông vào lúc 22 giờ 20 Giờ Moscow, lực lượng an ninh nói với Reuters rằng các hành khách trên máy bay đã ở nơi an toàn. Cơ quan hàng không Nga Rosaviasia cho biết sân bay Tegestan sẽ đóng cửa cho đến ngày 6 tháng 11. Theo RT, vụ gây rối tại sân bay có vẻ bắt nguồn từ tin đồn cho rằng chuyến bay từ Tel Aviv đến Makakala đang chở theo nhóm người tị nạn do Thái chạy trốn khỏi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Makakala là nơi có nhiều cộng đồng người Hồi giáo sinh sống. Vụ việc ở sân bay Dagestan xảy ra một ngày sau khi một đám đông khác xông vào khách sạn ở thành phố Kasparshturs của Dagestan để tìm kiếm những người tị nạn Do Thái. Sau khi nhóm này không tìm được ai, sự việc kết thúc trong yên bình. Lực lượng an ninh Nga đã đưa ra cảnh báo đối với những người có mặt tại sân bay Dagestan và kêu gọi họ không thực hiện hành động trái pháp luật. Theo RT, nhà chức trách đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi tổ chức bạo loạn quy mô lớn. Đồng thời cảnh báo những cá nhân có lời lẽ mang tính thù hận về chủng tộc và tôn giáo có nguy cơ bị truy tố hình sự. Sau sự việc Israel kêu gọi Nga bảo vệ người Israel và người Do Thái trên lãnh thổ của mình, Nga đã cố gắng duy trì quan hệ với mọi bên trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Dù vậy, Israel đã tỏ ra tức giận khi Nga tiếp phái đoàn Hamas tại Moscow. Bộ ngoại giao Israel đã triệu tập đại sứ Nga vào ngày 29 tháng 10.